Trung Quốc gây chiến với Mỹ qua việc bán opioid bất hợp pháp. Các loại thuốc opioid bất hợp pháp do Trung Quốc sản xuất và nhập vào Hoa Kỳ gần như là một dạng chiến tranh. Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp nội các vào 16 tháng 8. Ở Trung Quốc, quý vị có một số công ty khá lớn đang gửi rác và giết chết người dân của chúng tôi, ông Trump nói. Hơn 71.500 người Mỹ đã chết do dùng thuốc quá liều vào năm 2017. Theo số liệu tạm thời được trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh phát hành ngày 15 tháng 8, ít nhất 68% số tử vong đó có thể do opioid. Tổng thống Trump yêu cầu tổng trưởng lý Jeff Sessions nhìn xem thuốc fentanyl đang ra khỏi Trung Quốc và Mexico và làm bất cứ điều gì ông có thể một cách hợp pháp để ngăn chặn nó. Hầu hết các opioid tổng hợp bất hợp pháp được sản xuất tại Trung Quốc và đang tăng ở Mexico để né mát Trung Quốc và nhập vào Hoa Kỳ thông qua Mexico hoặc hệ thống bưu điện. Thực thi pháp luật địa phương và các dịch vụ cấp cứu hỗ trợ một người đàn ông dùng thuốc quá liều ở vùng Dresser của Dayton, Ohio vào ngày 3 tháng 8, 2017. Fentanyl, một loại opioid tổng hợp phổ biến nhất, ban đầu được phát triển như một loại thuốc giảm đau và gây mê nó mạnh hơn từ 50 đến 100 lần so với heroin. 2 mg fentanyl là liều gây chết người đối với người không dùng opioid. Nó thường được trộn lẫn với heroin hoặc ép vào thuốc giảm đau, giả làm cho giống như thuốc theo to thực sự, khiến cho chúng giết người hơn. Care fentanyl ít gặp hơn nhưng gây chết người nhiều hơn. Nó được sử dụng như một loại thuốc an thần cho vôi và mạnh gấp 10.000 lần so với morphine theo cơ quan thực thi pháp luật về dược phẩm DEA, ngay cả một vài đốm bột trong không khí cũng có thể gây tử vong. Từ năm 2013 đến 2014, số ca tử vong do opioid tổng hợp tăng 79%, theo báo cáo Heroin DEA năm 2016, kể từ đó xu hướng này vẫn tiếp tục tăng. Trevor Luden, một chuyên gia về chủ nghĩa cộng sản và là nhà báo của Epoch Times, cho biết một thực tế tuyệt đối rằng fentanyl đến từ Trung Quốc và bạn không thể nói với tôi rằng trong một đất nước cảnh sát như Trung Quốc, nơi họ biết từng người và nắm rõ tất cả mọi người đang làm gì, bạn không thể nói với tôi rằng chính phủ Trung Quốc không nhận thức được điều đó. Bạn không thể nói với tôi rằng chính phủ Trung Quốc không kiểm soát nó và tài trợ cho nó. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 10 tháng 5. Vì vậy, đó là một hình thức chiến tranh không khai báo chống lại các nước phương Tây. Ông Luden nhận định cuốn sách Red Cocaine của Joseph Douglas cho thấy chế độ Bắc Kinh đã bắt đầu đẩy mạnh buôn bán heroin và thuốc phiện vào những năm 1950, ông Luden nói. Họ đứng đằng sau phần lớn hoạt động buôn bán heroin và ma túy thế giới và họ đang hợp tác với các tập đoàn tội phạm ở Mỹ Latin, ông nói. Nếu bạn muốn nhắm mục tiêu các nước phương Tây và tiêu diệt họ, làm họ yếu đi, đồng thời có đủ tiền cho cuộc cách mạng của bạn, bạn sẽ bị cho là điên nếu không tham gia vào việc buôn bán ma túy. Nhà máy ở Trung Quốc năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản cáo trạng đầu tiên chống lại hai nhà sản xuất fentanyl và các chất gây nghiện khác của Trung Quốc. Họ đã sử dụng Internet để bán fentanyl và các chất tương tự fentanyl cho những kẻ buôn bán ma túy và khách hàng cá nhân tại Hoa Kỳ phó tổng chương lý Rod Rosenstein cho biết trong một tuyên bố vào ngày 17 tháng 10, 2017. Trong ít nhất 6 năm, nghi phạm Seo bị cáo buộc đã điều hành các trang web quảng cáo và bán acetyl fentanyl và các chất tương tự gây chết người khác cho các khách hàng Mỹ ở nhiều thành phố trên cả nước. Theo Bộ Tư pháp, vụ án được một tòa án liên bang ở Mississippi đưa ra ông Jan đã vận hành ít nhất hai nhà máy hóa chất ở Trung Quốc có khả năng sản xuất một lượng lớn fentanyl và các chất tương tự fentanyl. Ông Rosenstein nói, Yan đã theo dõi luật pháp và các hoạt động thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, thay đổi cấu trúc hóa học của các chất tương tự fentanyl mà ông đã tạo ra để trúng tránh bị truy tố tại Hoa Kỳ. DEA mô tả dòng chảy của các chất dạng thuốc phiện bất hợp pháp từ Trung Quốc và Hoa Kỳ trong một báo cáo gần đây, trong một vụ kiện được đưa ra Tòa án Liên bang ở Bắc Dakota, các nhà điều tra truy tìm thuốc nhập khẩu trở lại Jiangshan ở Trung Quốc, người được cho là đã sản xuất fentanyl trong ít nhất 4 phòng thí nghiệm ở Trung Quốc và bán nó cho khách hàng ở Hoa Kỳ dùng web đen và tiền ảo Bitcoin. Ông Rosenstein nói tổ chức của Zhang sẽ gửi đơn đặt hàng fentanyl và các loại thuốc bất hợp pháp khác và thuốc viên, tem và khuôn được sử dụng để ép fentanyl thành thuốc viên cho khách hàng ở Hoa Kỳ thông qua dịch vụ chuyển phát bưu điện hoặc bưu kiện quốc tế. Giang đã gửi hàng ngàn gói này từ tháng 1 2013.